5 tác dụng của kinh giới. Rau kinh giới là một loại thảo mộc có mùi thơm, hơi nồng, vị cay, tính ấm, được dùng làm nguyên liệu chế biến cho nhiều món ăn. Mặc dù thường được sử dụng với một lượng rất nhỏ, nhưng lá kinh giới vẫn chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng giúp ngăn ngừa vi khuẩn, giảm viêm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các lợi ích tuyệt vời của rau kinh giới. Thứ nhất, rau kinh giới giàu chất chống oxy hóa. Thứ hai, rau kinh giới có tính kháng khuẩn cao. Thứ ba, rau kinh giới có thể chống lại ung thư. Thứ tư, giảm nguy cơ nhiễm virus. Thứ năm, rau kinh giới hỗ trợ giảm viêm. Mặc dù là vị thuốc tốt cho sức khỏe con người, nhưng không nên vì thế mà bạn có thể chủ quan sử dụng sai cách hay quá lạm dụng. Dưới đây là một số điều nên lưu ý khi bạn sử dụng loại thảo mộc này: không lạm dụng và ăn quá nhiều lượng, chỉ nên dùng 5 đến 10 gram ở dạng khô và từ 15 đến 30 gram ở dạng tươi mỗi ngày. Tránh không dùng trong một số trường hợp bị chảy mủ, trẻ em bị sởi, đổ mồ hôi nhiều, những người đang bị nhiệt trong người. Bạn cũng không nên dùng với cua biển, thịt lừa hoặc cá lóc để tránh tác dụng phụ.